Xách luôn cái túi ấy này xuống. Dạ. Có cho 240-350.000 tiền. Mày về lấy cái gì? Cứ mạnh đi. Hả? Khuê tay á? Cầm cái này. 240-30.000 tiền vít kia khuyến mại rồi. Vít nào? Ơ, cái vít dài dài 12 phân nhờ. Cơ tay, cơ gỗ hay cơ gì? Cơ gỗ. Vít đấy vứt đâu hả? Âm rồi chốc xíu. Vít vừa vứt ở đấy rồi mà. Cho 240. Là cái cơ tay ở trên gác ngay chỗ cầu thang lên. Anh còn thê nhôm thêm nữa. Vâng, quý cô bác, thì hiện tại là Cường đang ở trong cái khu vực là thuộc xã Bà Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ấy. Thì anh em của gia đình hai vợ chồng trẻ cũng đến đây rồi, còn đang chờ một số người nữa xuống để vác những cái đồ này lên của quý bác ạ. Anh em đến đủ chưa? Mì tiết thành không? Sắt này thì phải lấy vác rồi. Đây lấy cái dây gì buộc nó mà kéo à? Không. Ăn đỏ đi ạ. Ừ, đây. Cái bó cùng cùng phụ có mà. Ta mã một đao, ta đừng ở phía một đao mà đi. Trên đó. Nào. Trên đó. Cho buộc. Đôi 2 3 7 người rồi. Tổng là bao nhiêu tấm nhỉ? 25 sao? 24 chứ. Hôm nay đấy là 25. 25 à? Ừ nhỉ. Mua thêm. Thế thì quấn tầm 4 tấm hoặc 5 tấm. Lấy quấn đi. Quấn luôn tại chỗ. À em ơi. Sinh. Sinh ơi. Lấy cái dây rồi. Buộc 2 đồng. Lấy buộc đi. Buộc đi không phải. Cẩn thận nhá, rất xà sắc đấy, không đeo găng tay. Đi cứ mà lạ không còn đầy nữa hả? Buộc đi. Cậu đầy nữa. Dạ.
không được chi đấy, tôi chi đấy, tôi chi đấy này. Năm tấm ấy, năm tấm ấy. Lấy quần lên xong lấy chở xe máy cũng được đúng không? Còn cái kia là mình phải hai người rồi thì mới đi được. Như thế này là chàng lên xe máy đi được mà. Hôm nọ em còn thấy họ vác lên trên này. Cũng trở lên. Đấy. Lấy để chỗ bằng bằng xong là chàng lên xe máy anh. Nhiều tấm thế. Mấy tấm không? Quấn đi, hai người quấn đi. Đây chỉ cho chi đại à? Cái loại này cũng khá là dày cũng bác ạ. Rất là cứng luôn. Loại là loại trung bình à. Ba cây một cả. Ba cây à? Tổng là 13 cây mà. 13 cây à? Một cây ngắn bít. 12 cây. 13 chứ. Ta lùi à? Lắm gì hả? Buộc 3 4 đoạn vào. Sợ đi nó lại lắc lắc nó lại bay ra đấy. Thì còn nó. Lo mà nó chứ nó chạy hết không? Buông nhanh tay lên, sao là ấy đây. Muộn rồi.
Bây giờ là anh em cũng đã buộc mấy cái này xong rồi, cú bách. Ô cái này sao lại không buộc vào? Cũng khá là nặng đấy. Thế để anh buộc vào đi xe anh kéo được. Ừ. Khá là nặng đấy. Bây giờ chuẩn bị ấy để chàng lên xe đi cứu bác ạ. Ơ anh em chàng lên xe dần đi. Vẫn đang chờ thằng kia đi lấy cây này. Lò cây gì em? Lấy cây về làm ốc cái giá này. Không cần đâu mà. Cái kia nặng. Chưa được suy nghĩ à? Chưa được suy. Cho xe đi qua đó. Đấy, đi kiểu đấy. Dìu dẫu à? Không được, cái đấy ra rồi. Như thế này có phải cua được không? Nói mà to đó. Đúng không? Đấy. Hay chưa nó? Cho nó lỏ có đây thì chưa kia kia đây như thế này là vào được rồi. Buộc chắc rồi nhá. Em ơi. Lấy kéo à? Cái này xem mà khỏe còn phải được hai quận luôn. Chẳng qua đường nó dốc quá thôi. Bà con rất là nhiệt tình luôn quý bác ạ. Xe có lên nổi không đây? Có nặng lắm không? Xe bị liều đấy nhỉ. Làm hai ổ luôn. Em ạ, cái xe này có lên được lên được không hả em? Có lên nổi không? Đi không được thì một thằng đẩy. À. Cái chân nó hơi dốc ấy. Xe của anh đi còn yếu tẹt đi. Có xe chở người không lên nổi. Lần nữa này mà bé dọn một cái. Bé chỉ cho so đấy. Để cho tao này. Tao cơn đè. Đấy. Dưới thoải mái. Đúng không? Ờ. Có được. Cứ đi từ từ đâu nhá.
con chí con bạn. Còn là một hai người thì lúc đấy đi cùng xe thì lấy vác lên là cũng vác. Còn nốt một cái này đâu nhỉ? Cái này bao nhiêu tấm? 9 tấm là 2. Rồi. Ở đây 4 tấm. À 5 tấm. 9 tấm. 9 tấm. Nhưng mà cái này ngắn. Cho tí mà con mới mặc đất thôi. Mình chiều với chú. Mình thoát một phần. Đường này ô tô không lên được ấy cô bác. Đường này là ô tô lên thì trên này rất là dốc, không đi được. Cơ bản là con đường này cũng bé, chỉ để dành cho xe máy đi lại thôi. Chủ nhà lấy vác lên, cứ đi đi. Bên này là hai người kia luôn.
bị sao anh? Nó bị đứt tận đây đúng không? Cái chỗ này là nó rất là cua. Đường này cua lắm. Cường cũng đã đến trên này rồi quý bác. Sau một thời gian khoảng hơn 4 tiếng một chút thì bà con và anh em trong hàng xóm của nhà em Xính là cũng đã giúp em trở về đến nhà. Hiện tại đã là 2 giờ chưa được ăn cơm. Anh em khá là cố gắng. À, em lấy cái máy khoan để ở đây cho anh em này. Để vào trong ba lô cho anh. Mua bún cho hai cháu Mai à? Vâng. Em có mang cục pin dự phòng không? Có. Để trong ba lô đi. À, để ốc. Ốc thôi. À, đại gia nhà mua cả nước uống rồi. Cha xin dụng được không? Lão khất nhỉ? Em là một cây lên đi. Em ơi. Em vừa bắt một cây lên đi. Chiều chiều lại có gió nó lạnh. Gì thế? Một ngày ba đứa con. Một cõng một lần. Cả bác à. Quý bác thì hiện tại vật liệu cũng đã về đến nhà hết rồi. Để ngày mai đi. Hiện tại bây giờ buổi chiều cũng muộn rồi thì ngày mai sẽ lên trên này để quê nhà chăm Xính. Ngôi nhà như thế này này của bác. Ở quê của bà thôi. Anh em vất vả quá nhỉ. Còn một tí tí nữa là em xuống vực ở dưới kia luôn. Đoạn đấy nó nguy hiểm, nó dốc quá. Nó kẹp ở trên xong là mẹ, em bóc phanh đầu mẹ nó lù. Mai mà ông này đúng không? Ông này đi hai quận đúng không? Đúng.
ông này lừa anh xuống một phát, xuống dưới xe tự lên. Chết rồi. Trông như chạy theo mệt. Chào cả nhà nhá. Thôi thì video của Cường đến đây là cũng gạc khá là dài rồi. Thì Cường sẽ chia ra từng tập một thì cũng các bác thông cảm cho Cường nhé. Bởi vì là dài quá thì Cường làm video nó cũng rất là lâu. Hẹn gặp lại tất cả các bác anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.